Kính cha thiên nhiên nhất như trên trời, xin cha ban cho chúng con hôm nay như lửa này và tha lời chúng con như những bọn tha kẻ con lời chúng con, xin kể chúng con trong kiếp các yếu như chúng con sẽ là này. Gì nữa? Phục gì đó là thanh triều. Congratulations. Mình tưởng mình lạc đường luôn. Chú rể lạc đường luôn. À. Sao nói em có vô em có vậy? Em vào tương lai. Không biết không?